gái đang kêu. Lúc mày. Rồi có rô coi nè. Nó vàng ngính luôn nè các bạn ơi. Mình xin chào cô bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Được Miền Tây ha. Hiện tại thì Được đang mới xả cám xuống ha, Được đang móc lỗ đang mới xả cám xuống thì thấy cá rô đồ nó lỡ nó ăn quá trời luôn rồi. Rồi mồi câu mình hôm nay là mồi dế nha các bạn nha cả nhà ơi, mồi dế ha. Đó, mồi dế mình sẽ móc mồi vô đây nè, bọc dế của mình nè. Rồi mình sẽ xuống mồi thôi, không để cô bác cho các bạn chờ lâu nữa ha. Rồi Được sẽ xuống mồi tiếp. Hai con cá chơi một con cá rô mồi, không biết tới còn gì nên ăn nữa không. Cá đang ăn nha, cá đang ăn nha cả nhà ơi, cá đang ăn ha. Đó trời ơi gì mà xảy. Còn mồi mình sẽ xuống mồi lại luôn, khỏi mất mồi lại. Đó, đó. Kỳ vậy ta, dở với ta. Bạn dính con cá chơi bự nha. Đây rồi, Được mới thấy có cá chơi nữa nha các bạn. Cá chơi lên nút nữa nha. Cá đang ăn phao mình không? Ừ, cái chơi lên nút nữa. Thôi ôi cá rô thứ già. Thôi kìa các bạn ơi, ứ nái luôn. Cá rô ha. Xuống ngoài lần thứ hai nha. Trời ơi cá đang nữa kìa. Lúc rồi cá chơi, cá chơi nha, con thứ hai là con cá chơi lúc cần. Rồi mình sẽ gỡ thôi ha, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Mày hả bưởi. Được đang canh cá tiếp ha, xuống ngoài để canh cá tiếp nha. Có tương lai cá nó đi rút liền nữa không đây. Cá đang ăn nha các bạn. Đó. Ui có chơi. Trời ơi có chơi tiếp nha. Lên hàng tiếp tục nha các bạn. Con thứ ba. Các bạn nhìn ha, mình câu ở dưới cái mương nước ở ngoài sông cái chạy vô nè. Này là cặp sông cái luôn nha. Gì đóng luôn kìa. Bà ngựa mới để xuống. Rồi.
Sảy mới để xuống đâu đó táp luôn. Nó càng tiếp nha. Cá bự các bạn ơi, cá chê bự các bạn ơi, trời ơi cá chê bự, cá chê bự không được xảy nha con. Đó, cá quốc nữa nha các bạn, ăn nữa nha, cá đang ăn nha, cá đang ăn mồi nha. Ôi ơi. Làm thực tức mà chiếc quốc rồi. Ừ lúc đi. Sướng các bạn ơi. Lụm. Lụm hàng. Con tiếp theo của mình ha, con này con thứ bảy thứ tám giờ mình không nãy giờ quên đó. Càng lên nha các bạn, càng nữa nha. Ok. Cho nó dẻ cho đã đi. Mớ nóc thụng thụng. Trời ơi con cá chơi. Hết sức ổn. Phê quá các bạn ơi. Vậy đó, cá nó nhìn cái phao mà cảm giác giật mình nó còn sướng nữa. Bạn cá lúc nè. Ôi, mấy cá rô này. Cá đang ăn nha cả nhà. Nói đùa qua đùa lại đây này. Lúc hả mày? Phải chơi nha. Rồi, con cá chê tiếp theo có được ha. Mới lên hàng cá chê bằng kilo ha. Rồi mình sẽ xuống ngoài tiếp. Nó dính lên nó quậy dãy, quậy đùng đùng đây. Đó. Đó, cá đang ăn tiếp ha. Lúc mày. Trời ơi có rô coi nè. Nó vàng ngính luôn nè các bạn ơi. Bành kilo vàng ngính luôn. Đêm nay đã xảy ạ. À.
Rồi nè các bạn, đó là dính mép nè, hết sức đẹp luôn, dính ngay mép nha các bạn. Cái rô nè, hết sức đẹp, bằng kilo nha, cái rô mời ha. Lúc rồi nha, lúc rồi nha các bạn ơi. Trời ơi, cái rô có tí xíu. Sao? Mình sẽ gỡ, sẽ thả nó thôi ha. Nhìn thoát tim với nó chưa các bạn? Lúc cái gọi trời ơi, xảy ơi. Lên ha. Cái chơi tiếp theo nha. Mày hả bưởi. Cái chơi nha cả nhà ơi. Tôi quay cho cô bác rồi xem ha. Mình xin nhắc lại điểm câu mình hôm nay ở đây là ở Cồn Lỡ của xã Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh nha các bạn. Mình đi qua ra Cồn Lỡ ra ngoài đầu sông Cái ha. Ở đây là ở cồn mà phải chiên người ta trồng xoài không à. Thì có những cái clip này khoảng chiều ngang khoảng 3-4 mét ha. Chiều ngang khoảng 3-4 mét thì chuyến giữa bắt sâu xuống khoảng nước lớn thì khoảng 1m2. Còn nước rồng thì còn khoảng 4 tắc ha. Cá nó núp theo lục bình này nè, vô nó nở. Tại là cái chơi cái rô thì nó sống theo ở nước cạn ha. Rồi mình sẽ gỡ thôi. Cá nó nhịp phao nhìn thấy thấy quá trời đã các bạn ơi, cảm giác nó cho bằng. Đó. Giống cái chơi ăn quá các bạn ơi. Trời ơi, cái rô mời. Cái rô mời. Trời ơi, cái đầu vuông hay giống cái rô đầu vuông quá các bạn. Cái đầu già thòn à. Như cái chơi đó. Trời ơi, nó đăng rồi. Rồi con tiếp theo ha.
Đó, cá đang ăn nha các bạn. Mình là nó xớt gịch xuống nổ phao lên. Cá này các bạn lúc rồi cá rô tiếp nha cả nhà ơi, đây cô bác là xem vui vẻ ha. Mình câu ở mương xoài đây, hai cao thủ cần chút mới đi câu cá tình cờ phát hiện đâu bạn, cầm một cá lên coi chào từ từ đi đâu đi dữ vậy. Đó bịch cá của em đó ha, bữa nào cũng quất bọc bọc vậy đó kha. Các bạn thấy không, cá của em nó không gỡ cái cây ra kìa, cái cây máng trong cái bị rồi dính cái xén xài kìa. Đây, mình cũng về tới nhà rồi cũng sẽ tranh thủ đổ cá ra để cho mọi người được xem ha, cô bác được xem ha, thành quả của mình ha trong buổi câu hôm nay ha. Này, ôi ôi nặng quá, nặng quá các bạn ơi, đó nè, ôi thẳng thẳng cá chê gì đó nó phóng ra, nó một con phóng ra mọi người. Rồi ôi, đây thành quả của mình nha, bà vợ bà gặp được bà kêu chờ ơi. Các bạn đó quá trời nhiều câu chứ đâu dữ đó các bạn. Đây, câu gỗ nè, rồi phóng ở ngoài về 4-5 con đây nữa nè, nó 4 cái chơi phóng ngoài nữa nè, rồi một gỗ đây nữa nè. Ây da đó, gỗ này bự ha, gỗ này đo là 2 găng tay nha chứ không phải gỗ nhỏ nha. Cá nó phóng ra ngoài nó để quay cho cô bác anh em được xem nó, mình đóng mới được mấy con cá rô mời luôn nè. Nó nhảy ra ngoài, mình đã lường trước rồi đó mà cũng nó cũng dẫn ra nhảy ra ngoài, nó mấy con cá rô mời á tết không à. Đây đó, đây rồi. Mấy con này nấu canh mướp với kho tiêu là thầy luôn nha. Đây đây nữa nè, nó sắp lên đây đó. Cá chê bự này nó chiên làm nước mắm gừng thì thôi luôn nó, các bạn ơi nó phóng ra ngoài quá trời rồi, mình sẽ bắt vô lợ thôi. Đậu ở đây không làm phóng ra một đống rồi nè, rồi ở bên đây hai con nữa đó. Rồi các cô bác yêu mến kênh thì hãy lấy từ góc đăng ký ủng hộ nha, và các anh em ha. Rồi thì chiếc con tiếp mình đi sẽ quay video góc tiếp cho anh em xem. Rồi, xin chào các bạn.